Hôm nay đại lý Rohe Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu vòi Labo cổ thấp có mã hiệu là 233 25000. Cái vòi này là vòi của Thái Lan nha bạn, sản xuất ở Thái Lan. Đây nó có cái tem phụ thì nó nhập khẩu bởi Li Siêu. Li Siêu là thuộc tập đoàn của Rohe. Phía ngoài có cái hộp này thì nó có hình dạng như này, chữ gần như chữ L. Nó sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra thì chúng ta quan sát phía trong các bạn. Thì cái vòi này, vòi Rohe thì nó là của Đức, thiết kế sản xuất quên thiết kế cũng như là nghiên cứu ở Đức nha bạn. Nhà máy trụ sở chính của Rohe hiện tại vẫn ở Đức. Đây, tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra. Thì cái vòi Rohe á, thì đầu tiên đây là có bộ chặn nước bằng ti, sợi ti ha, sợi ti si. Rồi. À, thì đây cây ti như là và một số giấy tờ hướng dẫn khác ở đây. Thì cái sản phẩm Rohe tôi cũng tiện nói qua, thì sản phẩm Rohe á, thì nó không có cái phiếu bảo hành, hiện tại chưa có phiếu bảo hành ở trong hộp cũng như chưa có tem ở trên sản phẩm. Nhưng mà do cái sản phẩm Rohe hiện tại nó bị giả, nó không có nhiều và được phân phối ở các đại lý của Rohe, thì cái vòi á, thì nó có trên đây có màu đỏ màu xanh, đây vị trí nóng lạnh nha bạn, lạnh nè, nóng nè. Và có logo của Rohe trên đây in nổi đây. Và thân vòi đây, vị trí cấp nước nó có cái lưới để tạo bọt đây, phía trong vòi. Vòi này thì chất liệu bằng đồng mạ rôm niken nha bạn. Thường những vòi cao cấp, vòi chính hãng thì đều là bằng đồng mạ rôm niken, nó rất là sáng bóng và đẹp. Còn đây là hai sợi dây cấp nước của vòi. Thì hồi nãy tôi có nói cái vấn đề là hàng thật giả, thì hiện tại là Rohe thì nó được cung cấp ở những cái đại lý chính hãng và chúng tôi nằm trong hệ thống của Rohe, nên quý khách nên chọn mua vòi Rohe hệ thống trong hệ thống để đảm bảo được hàng chính hãng cũng như là cái chế độ sau mua hàng. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng video clip hoặc là click vào trang tdm.vn để xem thêm sản phẩm này. Cảm ơn.